dành cho những anh em nào thiếu thông tin về dòng sản phẩm máy hàng mít Hồng Ký này nha anh em ơi. Ai chê thì chê, ai nói Hồng Ký sản xuất ra con máy không ngon, tôi chịu trách nhiệm cho. Thứ nhất, đây là dòng máy hàng mít có 3 chế độ làm việc, hàng mít có khí, không khí và hàng que. Thì thông số của máy đó ghi rõ ràng, rất là rõ ràng cho anh em mình luôn. Hàng que hàng có thể hàng lên tới 3 ly 2. Còn hàng mít không dùng khí á, thì anh em sử dụng hai loại dây 0.8 và 1 ly. Còn nếu mà sử dụng dây đặc có khí, anh em mình sẽ sử dụng được dây 0.8. Những anh em nào mà dùng con máy này để hàng dây 1 ly là hơi bị phế nha anh em ha. Hơi bị phế. Rồi, với dòng này thì anh em mình á sẽ có được luôn cho anh em mình kiến thức để cho anh em mình có thể là sử dụng luôn. Đây ạ, à, dây 0.8 khi hàng sắt hộp mỏng có thể điều chỉnh theo các thông số của máy để sẵn luôn. Giờ mình sẽ để cho anh em mình xem cái khi mà hàng với cái thông số của hãng thì nó êm cỡ nào và nó dễ dàng sử dụng như thế nào. Đây, mình đã để cái thông số y như là thông số của máy khi mà hàng ở sắt hộp mỏng nha anh em ha. Giờ mình sẽ thử hàng xem con máy này nó có phế như anh em mình đang bị phế hay không nha. Kết luận là một câu, chỉ có người phế chứ máy không phế nha anh em ha. Thương hiệu Hồng Ký do đôi tay người Việt Nam mình, do đôi tay và khối óc của người Việt Nam mình làm ra. Tại sao không ủng hộ, đúng không anh em? Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ.